bà xin chào các bạn và các cháu hôm nay bà xin kể cho các bạn và các cháu nghe một câu chuyện có tựa là giáp hải vào đời nhà lê tại làng công luận thuộc trắng kinh bắc có một người đàn bà quá nghèo khổ không nơi nương tựa từ lâu bà mở một hàng nước ở ven đê để sống qua ngày một hôm có một ông khách vào nhà hàng nước bà uống nước lúc ra đi ông khách bỏ quên ở hàng túi đựng đầy bạc bà bèn đem túi bạc đi khắc đi mấy hôm sau thấy ông khách cũ trở lại bộ dạng hớt ha hớt hải bà đã để ý liền thủng thỉnh mang túi bạc ra trả ông khách đếm lại thấy số bạc của mình vẫn còn nguyên dạng thì cảm ơn không ngớt rồi trích thẳng nửa một nửa đem biếu cho bà bà bán hàng nhưng người đàn bà lắc đầu Ông phải không phải mồ hôi nước mắt do tôi làm ra, tôi đâu đảm dám nhận. Ông khách cố mà nài nỉ nhưng bà vẫn nhất định không lấy và nói thêm: "Nếu tôi có lòng tham của ông thì tôi đã chẳng phải ngồi nhặt từng đồng kẽm. Thế này, ông khách chưa từng thấy người nào trọng nghĩa khinh tài như vậy nên ăn càng bảo. Tôi là thầy địa lý, chính tông ở Bắc Quốc sang đây." bà có tấm lòng vàng như vậy các con cháu bà sẽ được hưởng phúc dày của bà vậy phần mộ tổ tiên bà ở đâu hãy chỉ cho tôi tôi sẽ tìm cho một ngôi đất quý hiển đất quý tôi bấy giờ đã xế bóng bà hàng trả lời chồng con anh em chẳng còn một ai dù được đất tốt cũng chả làm được gì tôi cứ sống với nghề hàng nước như thế là đủ rồi nhưng ông khách vẫn cố tìm lời lẽ để cho người đàn bà siêu lòng ông nói là mình mới chọn được một kiểu đất phát trạng nguyên tể tướng lại ở sát gần đây thật là hiếm có nếu bà nếu tán được mồ tổ vào đấy thì sau này đến tuổi già sẽ có nơi nương tựa không gì tốt bằng Ông còn nói bà là người phúc đức đáng được, hưởng phú quý vinh qua, chớ nên từ chối. Thấy ông khách, bàn giàu mãi bà hàng xóm, bà hàng nước sau đó ưng thuận bèn đưa ông ta ra đồng chỉ ngôi mộ của bố mình để cho ông lo việc cải táng Công việc xong, trước khi từ giả, thầy địa lý không quên dặn bà hãy cố gắng giúp đỡ người nguy, kẻ khó thì rồi phúc đức sẽ đến sớm hơn. Sau mấy tháng, một hôm vào khoảng chập tối, trời sắp nổi cơn giông to, gió lớn. Bà hàng nước bỗng nghe có tiếng gõ cửa, cầu cứu. Bà mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đóng khố, toàn thân ướt sũng, đang rên hừ hừ. Người ấy nói mình ở làng bên cạnh, nhưng đi đánh dặm, xa bị cảm lạnh, lại vì mưa gió không thể về nhà được, nên xin vào nghỉ nhà tại đây thấy người ấy rung lẩy bẩy, nước da tái nhợt, tay chân lạnh ngắt, người đàn bà lấy làm thương hại. Bèn dìu vào nhà đốt lửa cho sưởi rồi sau đó lại thổi cơm cho ăn. Bấy giờ vào khoảng tháng 10 trời rất lạnh. Nhà bà ta chỉ có một chiếc giỏng và một chiếc chiếu thì đã nhường cho khách nằm. Khuya lại rét quá, bà cũng phải ghé lưng vào nằm bên cạnh. Người đánh dặm sau một giấc ngủ sai, đã thấy bớt mệt. Cả hai người trong gian nhà vắng cuối cùng không ngăn được lửa dục, nhưng không may cho người đàn ông vì bị hàng thấp ngộ phòng, nên vừa ăn ái xong đã lăn ra bất tỉnh. Thấy người đánh dặm chết, người đàn bà sợ liên lị đến mình. Bèn nhân đêm tối đem dùi thay người bạn. Một đêm, ấy xuống chân đê. Từ đấy bà hàng nước có mang chẳng bao lâu đủ ngày đủ tháng sinh được một đứa con trai mặc cho những lời mắng nhiếc bà hết lòng nuôi nấng chăm sóc con không rời xa một bước nhưng chẳng may khi thằng bé lên bốn tuổi một hôm đang lững thững chơi một mình ở bờ sông bỗng có một người lái buông thấy mặt mũi nó khôi ngô bèn dỗ dành đưa xuống thuyền rồi dong bồn đi mất chiều lại bà hàng nước không thấy con về bèn đâm bồ đi tìm khắp nơi mãi không thấy con đâu Bà đoán là nó đã ngã xuống sông hay là mẹ mìn dỗ dỗ mắt đành gạt nước mắt mà trở về nhà lại nói về chuyện người lái buôn vốn họ giáp người làng dĩnh kế vì không có con trai nên từ khi bắt trộm được đứa bé hắn mừng lắm điền đặt tên là hải bắt nó gọi mình bằng bố và sau đó nuôi nắng chăm chút như con đẻ. Năm lên 6 tuổi, Hải được cấp sách đi học nhờ thông minh lanh lợi Hải học càng tấn tới. Năm 19 tuổi, Hải đã thi đổ Á Nguyên, nhưng thi hội hai lần bị hỏng, phải tìm thầy học thêm, cuối cùng được bố cho tiền lương gạo đi đến kinh đô theo học ở trường một ông cụ nghèo. Một hôm đi học qua bến bồ đề hãy thấy một người đánh cá bắt được một con ba ba nhỏ xinh xắn sắp đem làm thịt. tự nhiên động lòng thương hại hãy liền ngăn lại hỏi mua. người đánh cá đòi nhận bốn quan tiền không kỳ kèo hãy vội về nhà lấy tiền đưa ngay. mua được về hãy bỏ ba ba vào ngăn kéo ngày ngày cứ thường lệ buổi sáng chàng để bụng đói đi học, trưa về mới thổi cơm. Cứ đến bữa cơm lại mở ngăn kéo đem ba ba ra cho cùng ăn. Được mấy ngày, một hôm Hải đi học về bỗng thấy có một bữa canh bài sẵn trên bàn mà không thấy không biết ai dọn, chàng hơi ngạc nhiên nhưng cứ ngồi vào bàn ăn ngon lành. Hôm sau và hôm sau nữa cũng như vậy hãy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tò mò, sáng sớm bàn giả cách đi học, nửa đường, lộn trở về thì thấy con ba ba từ trong ngăn kéo bò ra, quá thành một người con gái đẹp. Từ chỗ nắp, hãy vội chạy vào, giấu xác ba ba vào hòm khóa lại, cô gái không có chỗ biến hình nữa, thẹn thò bảo chàng. Thiếp là con gái vua thủy tề, hôm nọ đi chơi chẳng may bị chúng bắt được. Mai có chàng cứu cho mới thoát nạn, nên thiếp nấn ná ở đây để trả ơn chàng. Từ đấy hai người ăn ở như vợ chồng. Một hôm cô gái Bảo Hải, thiếp vắng nhà đã lâu ngày, chắc bố mẹ đang sốt ruột trong đợi, thiếp muốn về thăm nhà, nhân thể mời chàng xuống chơi ít lâu cho biết ta là người trần làm sao mà xuống được hải đáp không hề gì chàng cứ trả lại lớp da ba ba cho thiếp và đi theo thiếp nhưng hải vẫn còn băn khoăn ta đang luyện văn bài ở đợi khoa thi như đi như vậy không tiện nhà thiếp có trạng nguyên họ lương chàng muốn đó có thể hỏi nghĩa lý sách vở rất tiện Hải nhận lời ngay. Hai người dắt nhau ra bờ sông. Cô gái khoác lớp ba ba rẻ nước cho Hải xuống. Vua Thủy Tề trông thấy con gái về thì vui mừng khôn xiết. Vua tiếp đãi người ăn nhân của con rất hậu và cố lưu lại tiệc tùng khoản đãi không ngớt. Mấy ngày sau, Hải ngập Hải gặp được Trạng Nguyên họ Lương trong khi ông đang ngồi giảng kinh dịch được nghe giảng hãy rất mừng vì gặp người thầy giỏi vua thủy tề sai dọn một ngôi lầu tĩnh mịch cho chàng ôn luyện sử sách hãy vui chơi dưới thủy tề suốt mấy năm liền quên cả về một hôm vua thủy tề dục chàng về gấp để giành lấy trạng nguyên vua còn tống tiễn bạc vàng rất hậu hãy rất bệnh rịnh khi phải chia tay với cô gái con vua thủy tề Vừa lên khỏi mặt nước thì Hải đã nghe tin nhà vua xuống lệnh mở khoa thi Không kịp trở lại quê báo tin chàng vội tìm đến nhà trọ cũ ở Kinh Đô để chuẩn bị liều chiếu vào trường Sau đó Hải đậu tiến sĩ rồi vào thi đình đậu luôn trạng nguyên Tính từ lúc xuống thủy phủ cho đến ngày vinh quy vừa đúng một năm đúng 11 năm người lái buông họ giáp từ ngày hải xuống thủy phủ dẫn đinh ninh là con nuôi đã mất tích ngày đêm than khóc không nguôi chợt một hôm nghe tin trường thi yết bản có tên con trai mình đứng đầu lòng mừng không lấy chi can bèn hối hả sai người nhà sắp sửa nếp gạo lợn bò già trang hoàng nhà cửa để con về vinh quy bái tổ bấy giờ dân đinh hàng quyện bị buộc phải mang trống chiên cờ quạt cơm gói muối đùm đi đón quan trạng ai nấy đều tỏ vẻ không bằng lòng trong đó có người dân làng dĩnh kế vốn biết trạng không phải quê gốc ở làng mình huyện mình bèn nói vụng với nhau cái anh ghè này không biết quê cha đất tổ ở đâu tự nhiên về làm con nhà họ giáp bắt chúng ta phục dịch ngày đêm đến là khổ sở Trạng Hải bấy giờ nằm trong cán nghe lõm được câu phàn nàn của dân, dân phu bèn sinh mối nghi hồn hồ nghi. Ngẫm lại chàng thấy giữa mình với bố mẹ khuôn mặt cũng như dốc người không có gì tương tự. Nhưng Hải vẫn không truy vấn người lấy buông vì thấy lòng không nở. Nhưng cũng từ đấy chàng bắt đầu để bụng dò la. Mãi sau mới có người mách cho biết trạng là con một bà hàng nước nào đó chứ không phải là con đẻ của ông lái buôn họ giáp chẳng qua gì họ hiếm nên không nên ông ta đã tìm cách bắt trộm về làm con mình điều hồ nghi trong lòng chàng vì thế càng trở nên dai dứt một hôm trạng hải cùng người hầu tình cờ đến làng công luận thấy ở hàng ven đê có một bà lão ngoài bảy mươi Trạng, trạng sai người đến hỏi thăm bà lão thì bà cho biết trước kia mình có sinh một đứa con năm lên bốn tuổi ra bờ sông chơi bị sảy chân rơi xuống sông bây giờ sống một mình một thân không nơi nương tựa hỏi có tìm được xác không thì bà lão cho biết vì không có tiền thuê người tìm và không nghe ai nói tìm thấy xác nên coi là mất tích tuy chưa có đích thật hay không trạng cũng sai người bảo bà lão quan tôi không thấy cố già cả chồng con không có muốn đem về làm phúc chẳng may cố có bằng lòng không nếu quan lớn có lòng thương đến kẻ già thì còn nói gì nữa bà lão đáp từ đấy bà lão đi theo hải đến chỗ làm quan cái ăn cái mặc được chu cấp tự tế một hôm bà lão trông thấy trạng thì bỗng lên hòa khóc. Mọi người xúm lại hỏi bà, bà lão nói, trước khi đẻ được con trai có cái nốt rồi ở chân bên phải, bây giờ tôi trông thấy ở chân phải con có cái nốt rồi. Tôi nhớ đến con tôi, xin các ông tha lỗi cho. Bây giờ trạng mới tin bà lão đích thị, đích thị là mẹ mình. Hai mẹ con nhận ra nhau và ôm nhau mà khóc. Còn người Lái buông tự biết mình có lỗi đến thú tội với trạng nhưng trạng xét công lao của bố nuôi đã cho mình học nhờ đó mà có ngày hôm nay nên dẫn tỏ ra một lòng hiếu kính phụng dưỡng bố mẹ nuôi và mẹ đẻ như nhau về sau có lần trạng được vua sai làm chánh chủ khảo đi chấm thi ở trường sơn nam trạng ra đầu bài hiểm hóc họ học trò ứng thi không có hy vọng được đổ. Bèn bí mật bàn nhau, ước định nổi dậy phá trường thi. Nghe tin trạng lấy, làm lo sợ phải ra đầu bài khác để cho họ thi lại. Sau đó trạng cho người dò la cuối cùng cũng bắt được một người học trò chủ sướng. Tuy mới chỉ là âm mưu nhưng trạng cũng ghép y vào tội chết. Bố mẹ học trò đến kêu khóc giới trạng nói nhà mình đọc đinh chỉ có một là một còn một người con nói giỏi vệ sinh nộp một ngàn quan tiền để chuộc mạng nhưng trạng đang cơn giận dữ nhất định ra lệnh trảm quyết không tha được ít lâu con trai của trạng là giáp phong không có bệnh tật gì tự nhiên lăn ra chết Trạng thương tiếc quá, bèn sai người mời phù thủy đến đánh đồng thiếp cho mình xuống âm phủ tìm đi tìm con nhưng chẳng có thầy nào làm cho trạng vừa lòng. Một hôm có một đạo nhân mặc áo rách đi giày rách đến cửa xin gặp trạng vốn ghét đồng cốt, hoàng xiên nên không chịu tiếp. Nhưng đạo nhân đòi gặp mặt trạng mới chịu đi khi hai người gặp nhau trạng nhân trừng mắt hỏi có muốn gặp con không trạng tự nhiên mất vẻ trịnh thượng đáp có vậy thì hãy ngồi im nhắm mắt lại ta sẽ đưa tới nơi nói đoạn đoạn nhân liền thư phù rồi đọc một câu thần chú giáp hải bỗng thấy tối sầm lại rồi thấy người ấy dẫn mình đi trạng đi mãi đi mãi tuy thấy tròn chân nhưng vẫn không dám dừng lại. Khi đến lúc tới một nơi nhà ngói thường tường dắt, trên bên trong lầu son gác tía, người hầu kẻ hạ tấp nập thì thấy đạo nhân đi chậm lại, rồi dẫn mình vào một dãy hành lang. Đến đây đã thấy giá phong đang đánh cờ với một ông quan trong một ngôi làng bát giác, xa tận phía trong. Thấy vậy trạng một hai xin phép vào gặp con ngay. Nhưng mấy lần lính giàu bẩm giáp phong vẫn cứ làm ngơ không trả lời mãi sau dán cờ tàn quan kia ông quan kia hỏi giáp phong anh không quen thuộc gì với mấy người ấy ư có giáp phong đáp trước kia tôi có trọ nhà ông có hai chục năm nhưng vì ông ta giết quan mắt một người học trò nên tôi không ở nữa khi tỉnh dậy trạng biết đó là sự báo quán bèn sai gọi bố mẹ người học trò bị chém cho họ tiền để về sửa lễ làm chai cho con câu chuyện bà kể đến đây đã hết rồi bà xin chào tạm biệt các bạn và các cháu bà xin hẹn gặp lại